Anthony Joshua hạ Kurat Pulev ở hiệp đấu thứ 9. Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, võ sĩ người Anh Anthony Joshua đã hạ knock-out đối thủ thách đấu Kurat Pulev ở hiệp đấu thứ 9 trong trận thượng đài ở sàn đấu Wembley Arena. Đây là trận đấu đầu tiên của Anthony Joshua sau gần một năm tập luyện vì đại dịch Covid-19 và cũng là trận đình đám đầu tiên của làng quyền Anh hạng nặng thế giới. Trận đấu giữa Anthony Joshua và Kurat Pulev ban đầu dự tính tổ chức ở sân Tottenham Hotspur của câu lạc bộ Tottenham hồi tháng 6, nhưng đã lùi lại cho đến nay và thi đấu tại sàn đấu Wembley Arena với sự có mặt của khoảng 1.000 khán giả được cho phép vào xem. Trận này Joshua bảo vệ các đai vô địch hạng nặng của mình gồm WBA, IBF, WBO và IBO, trong khi Kurat Pulev giành quyền thách đấu từ Liên đoàn Anh Quốc IBF sau thành tích 28 thắng và 1 trận thua. Tuy nhiên dù Kurat Pulev đã có nhiều lời hù dọa Joshua trước trận đấu, nhưng diễn biến trận đấu thì diễn ra với thế trận áp đảo dành cho võ sĩ người Anh. Trong 3 hiệp đầu, Joshua đã đấm ngã Kurat Pulev trước khi kéo đến hiệp thứ 9 sau 2 lần cũng khiến đối thủ Bulgari đo sàn, giành luôn chiến thắng knockout để ấn tượng. Trận thắng này giúp Aji nâng thành tích của mình lên 24 thắng 1 thua, trong đó thắng knockout tới 22 trận. Đây cũng là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Joshua từ sau trận thua bất ngờ trước võ sĩ Andy Ruiz và thắng lại sau đó vào cuối năm tại Ả Rập Xê Út. Bảo vệ thành công các đai hạng nặng của mình, Joshua hứa hẹn sẽ có trận đại chiến toàn Anh với võ sĩ Tyson Fury đang giữ đai WBC để thống nhất các đai hạng nặng thế giới dự định sẽ được tổ chức trong năm 2021. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Joshua sẽ dùng tuyệt kỹ của Klitschko để đánh sấp mặt Kurat Pulev. Anthony Joshua kể lại rằng những trải nghiệm khi giúp Vladimir Klitschko chuẩn bị trận đấu với Kurat Pulev vào năm 2014 đã giúp anh rất nhiều. Vào đêm 12 tháng 12 tại Wembley Arena London, Anthony Joshua sẽ bảo vệ đai WBA Super, IBF, WBO và IBO hạng nặng trước kẻ khiêu chiến 39 tuổi người Bulgaria là Kurat Pulev. Đây là trận bảo vệ đai đầu tiên của Joshua kể từ sau khi anh giành lại các đai vô địch hạng nặng từ tay Andy Ruiz vào cuối năm 2019. Kurat Pulev chắc chắn không phải là một đối thủ dễ chơi cho Anthony Joshua. Giữ thành tích hầu như toàn thắng, trận thua duy nhất mà Kurat Pulev phải nhận cho đến thời điểm hiện tại là trận thua trước cựu vương Vladimir Klitschko vào năm 2014. Đáng nói là Anthony Joshua cũng có mặt trong thời điểm Vladimir Klitschko chuẩn bị thượng đài với Pulev. Joshua kể lại rằng những trải nghiệm khi giúp Vladimir Klitschko chuẩn bị trận đấu với Kurat Pulev vào năm 2014 đã giúp anh rất nhiều. Joshua nói, Klitschko đã mời rất nhiều tay đấm hạng nặng đến để giúp anh ấy sparring trước trận đấu với Pulev. Tôi là một trong số đó, Anthony Joshua kể lại. Đó là thái độ của Klitschko, tập hợp tất cả những tay đấm xuất sắc nhất trên thế giới để thách đấu anh ta, thách đấu nhà vô địch. Ban đầu tôi không hiểu hết hàm ý trong số tất cả những bài tập của Klitschko, nhưng điều đó không ngăn cản tôi áp dụng những gì tôi đã học hỏi ở đó vào buổi tập huấn của mình. 4 hiệp đầu với một tay đấm, 4 hiệp sau với một tay đấm khác. Tôi cũng vậy, trong suốt thời gian 1 năm không thể thượng đài, tôi đã đối đầu với rất nhiều bạn tập, thực hiện rất nhiều hiệp sparring. Họ đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, sẵn sàng hơn khi chuẩn bị thượng đài với Pulev. Tôi không muốn cơ thể của tôi bị nới lỏng ra khi trận đấu bắt đầu. Tôi cần duy trì sự cảnh giác và khả năng phản xạ liên tục trước những cú đấm đang lao tới. Khả năng ước lượng khoảng cách, khả năng chịu đòn, đấm đích cũng tốt, nhưng chiếc pot không đánh lại. Đấm bao cát thì cái bao cũng chẳng di chuyển gì. Tôi cần những đối thủ sống động, những đối thủ sẽ liên tục di chuyển, để việc tập luyện cho trận đấu trở nên tự nhiên, giống thật hơn. Đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm khi thượng đài cuối tuần này. Lên sàn và thể hiện bản thân đúng với phong độ của tôi trong phòng tập một cách tự nhiên nhất. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Thượng vương Joshua đấu rắn hổ mang Pulev, trận đấu của cuộc đời. Tối 12 tháng 12 tại đấu trường Wembley, London, Anh, tay đấm 31 tuổi Anthony Joshua được mệnh danh quyền vương boxing sẽ bảo vệ 4 đai vô địch hạng nặng WBA, IBF, WBO và IBO trước Kurat Pulev của Bulgaria.
Pulev, 39 tuổi, có biệt danh rắn hổ mang, đã trải qua 29 trận đấu chuyên nghiệp, trong đó thắng 28 và mới chỉ thua 1. Trận thua duy nhất của võ sĩ 39 tuổi là trước Vladimir Klitschko. Đó là trận đấu đầu tiên mà Pulev được vinh dự tranh đai vô địch hạng nặng thế giới. 6 năm sau trận thua ấy, Pulev lần thứ 2 có cơ hội tranh đai vô địch hạng nặng thế giới. Lần này nếu thắng, anh sẽ ăn trọn 4 danh hiệu WBA, IBF, WBO và IBO. Nhưng nên nhớ, Joshua từng đánh bại chính Klitschko, đối thủ đã thắng tay đấm Bulgaria vào năm 2014. Bởi vậy đây sẽ là trận đấu không dễ dàng với rắn hổ mang. Một điều thú vị khác, chính Klitschko đang là huấn luyện viên hỗ trợ tập luyện cho Joshua. Có vẻ như nhiều yếu tố đang hậu thuẫn cho Joshua và chống lại Pulev. Nhưng đây là trận đấu của cuộc đời và nó gần như là cơ hội cuối cùng cho rắn hổ mang chứng tỏ tài năng, nên võ sĩ người Bulgaria sẽ thi đấu với 200% sức lực. Trước trận, võ sĩ Joshua chia sẻ với Daily Mail: "Giờ đây không có khe hở nào cho bộ giáp của tôi cả. Tôi đã rèn luyện rất nhiều để nâng cấp ngón nghề của mình. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng tôi cần phải giữ vững những chiếc đai của mình. Tôi sở hữu tư duy của một chiến binh. Trong tâm trí tôi, không có gì quan trọng hơn cuộc chiến với Pulev. Tôi hoàn toàn tập trung vào đó. Thứ bảy này sẽ là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi tập luyện từ lúc 12 tuổi và trở thành nhà vô địch Bulgaria ở năm 14 tuổi. Đây sẽ là giấc mơ của tôi và cả cha tôi. Knockout ư? Tôi chỉ cần giành chiến thắng thôi. Tôi muốn đạt được nó vì cha tôi, vì đất nước tôi và ngành thể thao Bulgaria, không chỉ cho riêng tôi." Pulev nói về trận đấu cuộc đời trên trang Daily Mail. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Joshua và Kurat Pulev kiếm bao nhiêu tiền ở siêu đại chiến? Do ảnh hưởng của Covid-19, khoản tiền mà Anthony Joshua và Kurat Pulev dự kiến kiếm được nhờ trận tranh đai WBA Super, IBF, WBO và IBO hạng nặng ít đi đáng kể. Trận đấu quyền Anh hạng nặng giữa Anthony Joshua và Kurat Pulev sẽ diễn ra vào đêm 12 tháng 12 tại Wembley, London. Joshua sẽ bảo vệ đai WBA Super, IBF, WBO và IBO hạng nặng. Đến thời điểm hiện tại, khoản tiền hợp đồng của các võ sĩ còn chưa được công bố chính thức. Nhưng các tiết lộ mới đây cho thấy, do ảnh hưởng của Covid-19, khoản tiền mà Anthony Joshua và Kurat Pulev dự kiến kiếm được nhờ trận tranh đai sẽ ít đi đáng kể. Cụ thể, Anthony Joshua được cho sẽ kiếm khoảng 10 triệu bảng Anh, 309 tỷ đồng, trong khi Kurat Pulev thu về trên dưới 3 triệu bảng Anh, 93 tỷ đồng. Con số này ít hơn rất nhiều so với khoản tiền 66 triệu bảng Anh, 2.032 tỷ đồng mà Anthony Joshua kiếm được trong trận đấu gần đây nhất của anh, trận tái đấu với Andy Ruiz. Dẫu sao, các võ sĩ có thể hy vọng rằng khi khán giả không được phép đến xem trực tiếp tại nhà thi đấu, giá tiền cho các lượt xem trực tiếp pay-per-view sẽ tăng và họ có thể kiếm được nhiều hơn những con số dự tính nêu trên. Anthony Joshua đã không thượng đài trong một năm kể từ sau trận tái đấu với Andy Ruiz, trong khi Kurat Pulev thì cũng đã phải ngồi ngoài sàn đấu một năm một tháng kể từ sau trận đấu với Radel Boxker. "Năm nay là một năm tràn đầy trở ngại cho chúng ta. Tôi có thể bước vào sàn đấu với hàng triệu đô đặt cược, sau đó ăn đấm vào đầu chỉ vì bị khớp trên sàn đấu. Ai biết được?" Anthony Joshua cười nói. "Nhưng tôi cảm thấy phong độ của mình đang rất tốt. Tôi rất trông chờ ngày trận đấu diễn ra." Đối mặt với nhà đương kim vô địch, Kurat Pulev tin rằng anh cũng có lợi thế của riêng mình. "Joshua là một đối thủ mạnh mẽ, anh ta có cú đấm rất mạnh và sức mạnh đó rất nguy hiểm. Nhưng tôi giỏi hơn về mặt kỹ thuật, tôi nghĩ điều này rất quan trọng trong một trận đấu giữa hai chúng tôi. Chúng tôi thấy rất nhiều sai lầm từ Anthony, rất nhiều mặt xấu cậu ấy còn chưa khắc phục. Tôi nghĩ những sai lầm và mặt xấu này vẫn còn. Khi tôi đánh tốt, tôi sẽ đánh bại Joshua không khó khăn gì." Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.